Rau cho bà. Rau? Rau cái gì? Rau cái gì? Rau à? Thích rau không? Rau, rau, rau. Bà ra đây. Đây chỗ bà bán rau đấy à? Còn không mau cút đi cho sạch chỗ. Này anh kia, sao anh lại lớn tiếng với bác như vậy? Còn nữa, đây đâu phải đường nhà anh mà anh cấm bác bán rau ở đây. Cái con lo chuyện bà đông rồi lắm nữa. Bác có làm sao không ạ? Anh ta nhậm hỏng hết rau của bác rồi. Bác để cho cháu mua hết chỗ rau này giúp bác nhá. Cắt, 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 cắt. Cháu nghe được chưa? Ừ. Cái này mà up lên mạng xã hội gì hot luôn đấy. Trông con mi như người tốt thật đấy nhở. Yeah. Ok đấy, đẹp rồi đấy. Rồi đi thôi. Ơ cô ơi, cô đền rau cho tôi đi. Đền á? Chuyện đấy chỉ có ở trên phim thôi. Bà tự nhặt rau về mà ăn đi. Mọi người ơi, mọi người ra đây mà xem. Có ba thanh niên đang giúp đỡ người già nghèo khổ này. Đúng không các bạn? Tôi đang livestream cho mọi người chứng kiến hành động của các bạn đó. Vâng, vâng, đúng rồi. Bác ơi bác, chỗ rau này bao nhiêu tiền để các bạn ấy mua giúp đỡ bác ạ? 200.000 cháu ạ. À, chị thấy mấy đứa bảo là trả gấp 3 lần để giúp đỡ bác đúng không? Ôi dồi ôi, này, nhiều người đang khen mấy đứa lắm đấy này. Ôi dồi ôi, bao nhiêu người khen này. Làm gì có đồng nào, mày hỏi thằng Nghĩa xem. À, thế không lấy rau về à? Này thích làm người tốt cho lắm mà. Không có gì bác ạ. Từ giờ có rau thì bác cứ bán hết cho cháu nhá. Bác đỡ phải ngồi đây cực. Mà cháu thì cháu nấu cho nhân viên ăn.